Mến chào các bạn. Các bạn ơi, ở trên tay mình đây là nửa ký rau bắp cải này. Mình có ở đây một ít cọng hành lá. Bữa nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem cách làm rau bắp cải xào với tôm khô. Thì ở chỗ này là mình có khoảng 20g tôm khô và mình đã ngâm cho nó mềm ra rồi nè. Mình có một ít hành tím mình cắt mỏng và một ít hành lá mình cắt nhỏ. Ở bên này mình cũng có hành lá, nhưng mà một lát nữa cái hành của mình đây là mình cắt khúc khúc thôi để mình xào chung với rau để cho nó có màu đẹp đấy các bạn. Thì đầu tiên đó là mình sẽ cắt cái rau bắp cải của mình ra thành những cái lát mỏng theo cái chiều dọc đó các bạn. Rau bắp cải mình đã cắt hết ra rồi này các bạn. Rồi bây giờ tới hành lá, mình cũng cắt ra từng đoạn ngắn vừa. Hành lá mình cắt xong rồi mình cho vô chung với rau bắp cải. Rồi mình mang đi rửa nha. Mình rửa khoảng 2 lần nước rồi mình để cho ráo nước rồi mang đi xào. Rau mình đã rửa rồi này các bạn. Rồi mình bật bếp lên. Mình cho cái chảo nóng, mình cho vô 1 muỗng dầu ăn. Mình phi cái hành tím cho nó thơm. Rồi mình cho tôm. Tôm đây mình đã bỏ phần nước nha. Mình chỉ lấy cái phần tôm thôi. Xào cho tôm nó xong lại. Còn mấy con. Rồi khi tôm nó đã săn rồi thì mình cho rau vô này các bạn. Mình xào bằng cái chảo, cái miệng rộng á, nên mình cho nó dễ. Mình dùng cái xẻng bằng gỗ này để mình đảo rau này các bạn. Mình xào cái rau bắp cải không á thì nó có cái màu trắng, nhưng mà khi mà mình có mấy cây hành lá mình cho vô thì nó sẽ có một cái màu xanh xanh, nó pha lẫn vô nhìn nó cũng đẹp này. Rồi bây giờ mình nêm vô ha. Mình nêm khoảng chừng này nước mắm này các bạn. Khoảng cỡ hơn 1 muỗng, hơn 1 thìa canh thôi chứ không có nhiều. Tại vì khi mà mình làm món ăn đó mà mình để nguyên cái chai nước mắm mà mình chế vô, có nhiều khi là mình sẽ chế nó quá đà, nó sẽ bị mặn. Cho nên mình lường nó ra sẵn cái chén như vậy các bạn, để khi mà mình cho vô thì nó đúng vừa cái độ nước mắm thôi, chứ nó không có quá đà, nó nhiều nha. Và khi mình xào mình cũng nêm vô đây khoảng 2 muỗng bột nêm. Cái muỗng của mình đây mình gọi là muỗng, chứ thực ra nó bé xíu xíu à. Và mình lại tiếp tục mình đảo. Nếu mà các bạn thích ăn giòn đó, thì mình cứ để vậy mình đảo một xíu nữa thôi. Nhưng mà vì mình muốn ăn nó mềm hơn một xíu á, cho nên là mình cho vô một chút nước nha. Để nó có cái độ nước, để nó mềm rau á các bạn. Cho vô một xíu nước. Và mình cứ tiếp tục mình đảo để cho cái rau của mình nó mềm nha. rau bắp cải xào của mình nó đã rút hết nước đây này các bạn. Thì trước khi mà mình tắt bếp đó, là mình đem vô đây khoảng một muỗng nhỏ bột ngọt nha. Mình đảo đi để cho nó tan cái bột ngọt đó các bạn. Và cuối cùng là mình cũng cho cái hành lá mình cắt nhỏ vô. Rồi và mình tắt bếp đi nha. Ở đây mình đã chuẩn bị một cái dĩa. Mình cho nó ra dĩa để mình dọn ăn luôn này các bạn. Các bạn biết sao, ở trong những cái ngày mà mình nghỉ để tránh dịch á, rau bắp cải thì mình mua mình để sẵn ở trong cái ngăn mát của tủ lạnh nè. Còn tôm khô thì cũng dễ bảo quản, mình mua sẵn tôm khô á. Khi mà mình ở nhà thì mình cũng có những cái món rau tươi để mình làm để ăn. Mình xào và nó còn có xíu nước này các bạn. Mình sửa sơ lại cho cái dĩa nhìn nó đẹp mắt nha. Vì đây là mình ăn rau mềm á các bạn, cho nên là mình xào mềm. Còn như các bạn mà thích ăn giòn á thì mình sẽ đem ra sớm hơn nha. Và mình cũng có mấy cái miếng ớt mình đã cắt nhỏ ra đây để trang trí lên cho đẹp mắt này. Mình thấy nhìn cái dĩa rau xào nó có cái màu trắng của rau, màu xanh của hành lá, rồi màu hồng của tôm và màu đỏ của ớt. Món ăn vừa ăn ngon mà vừa đẹp mắt nữa nè các bạn. Mến chào các bạn nha.